Như câu chuyện vừa rồi cũng khiến cho chúng ta thấy rằng là đó là lý do mà chúng tôi mở đầu chương trình có nói rằng là nửa năm trôi qua điều mà chúng ta cảm thấy nhận được nhiều nhất đó là gì? Đó là tình cảm mà con người dành cho nhau. Giống như câu chuyện tại Bắc Giang, cả nước dồn hết tâm lực và sức lực dành vào đó và chúng ta cũng đã thấy được rất nhiều những tín hiệu lạc quan. Và sau đây sẽ là một tín hiệu vui nữa trong việc điều trị và phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, Bắc Ninh là một trong hai điểm nóng nhất về dịch COVID-19 sau tỉnh Bắc Giang trong làn sóng thứ tư lần này và nhiều lực lượng đã được điều động tới đây để hỗ trợ xét nghiệm cũng như là dập dịch. Và sau nhiều ngày nỗ lực, đến nay thì tình hình đã cơ bản được kiểm soát. Đây là tín hiệu vui thứ hai đó quý vị. Và Bộ Y tế cũng đã đưa ra nhận định về thời gian tỉnh này có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Để thực hiện mục tiêu xét nghiệm thần tốc, kịp thời phát hiện khoanh vùng ổ dịch, các chuyên gia kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn tiếp theo như triển khai xét nghiệm diện rộng cho người dân tại một số huyện, thành phố. Tuy nhiên, thực tế địa phương có mật độ dân số đông, lượng công nhân các nơi đến ở trọ, làm việc tại các nhà máy tương đối lớn. Qua kiểm tra thực tế, ngành chức năng đã điều chỉnh phương án xét nghiệm tại địa phương này, theo đó thực hiện sàng lọc theo từng nhóm đối tượng khác nhau. Nhóm đối tượng thứ nhất là ở những cái khu vực như là những thôn, những xã, những huyện có cái ca bệnh F0 mà cuối cùng cách đây dưới 7 ngày. Và nhóm thứ hai là từ 8 đến 14 ngày. Và nhóm thứ ba là từ có cái ca mắc F0 cuối cùng là trên 14 ngày. Phải nói rằng là sau khi mà cái phương án này được Ban Chỉ đạo của tỉnh phê duyệt, thì các huyện đã và đang triển khai rất tích cực như là thành phố Bắc Ninh, Thuận Thành, Quế Võ và tới đây kể cả huyện Yên Phong. Theo thống kê, Bắc Ninh có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khi tình hình dịch trong cộng đồng được kiểm soát, các doanh nghiệp hoạt động trở lại, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Theo đó, để bảo đảm an toàn, các nhà máy cần có kế hoạch xét nghiệm rất cụ thể và tỉ mỉ. Lịch xét nghiệm cần được điều phối khoa học, đầu mối là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đó kịp thời phát hiện, khoanh vùng dập dịch nếu có bất thường. Tất cả những cái công nhân đi làm thì đều phải được xét nghiệm sàng lọc trong 72 giờ là 2 lần. Sau đó thì khi đi làm thì cứ 7 ngày thì chúng ta xét nghiệm 1 lần để chúng ta sàng lọc đảm bảo cái an toàn cho công nhân và nhà máy đi vào hoạt động. Còn những cái nhà máy khác mà chưa đi làm hoặc chuẩn bị đi làm thì chúng tôi cũng đã tham gia khuyến cáo, đó là xét nghiệm tối thiểu 20% số công nhân. Nhờ việc rốt ráo triển khai hàng loạt phương án, thực hiện xét nghiệm đúng hướng, đến nay tình hình dịch bệnh ở Bắc Ninh đã cơ bản được kiểm soát. Bộ Y tế nhận định trong 10 ngày tới, địa phương này sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý tuân thủ quy định 5K, hạn chế tập trung đông người, tuân thủ hướng dẫn phòng dịch của ngành chức năng để bảo đảm an toàn.